Hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh An TV. Và bây giờ thì Khánh An TV tự thưởng thức cái thành quả của mình ngay tại vườn dâu tây, tức là những quả dâu New Zealand. Như anh chị các bạn thấy đó, dâu New Zealand thì hoa đơn, và hiện tại thì cái cảm giác nó rất là thơm, đứng ở ngoài vườn là rất là thơm. Những cái dâu này mà nếu như chúng ta mà để dưới thấp là những con sên nó vào nó ăn là không còn, nhưng mình để rất là cao các bạn nhé. Những cái dâu mà khi mà nó quả hoặc là có hoa mình đưa vào chăm sóc, chế độ riêng của mình sẽ đưa lên cao, và nó chín khá là ok, và chúng cũng được che mưa, dâu thì nó rất hết các bạn nhé. Đây, đấy các bạn thấy không? Cho nên là chúng ta nếu như yêu thích dâu tây thì chúng ta cũng phải có nghĩa là có trải nghiệm biết một chút. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cùng ăn cái quả dâu tây. Và đây các bạn nè, quả này mình không tiện quay camera bởi vì các bạn cứ ngắm quả dâu New Zealand xem hình thù như thế nào nhá, rồi mình ăn nó có ngon hay không mình sẽ kể lại cho các bạn nghe. Rất là ngọt các bạn. Khi mà để cho nó chín thế này nè, nó mọng này nè, thì nó rất là ngọt các bạn. Và đặc biệt New Zealand của mình tự trồng á, các bạn thấy quả nó rất đặc nhá, chỉ có một lỗ chứ nhỏ, cực kỳ ngọt luôn các bạn. Bởi vì khi mà đến cái độ mà nó chín, mà chúng ta để lâu lâu một chút mà nó chín mọng rất là ngọt. Chứ kiểu mà nó nửa còn đang trắng trắng ở trên mà nó đỏ đỏ dưới thì nó cũng chưa ngọt các bạn nhá. Đấy, nhưng mà để được ngọt thế này thì các bạn nhớ là phải để trong không gặp mưa. Chứ các bạn thấy nó căng căng cái này mà nó gặp mưa là nó nứt, nó hỏng hết các bạn nhá. Đấy, mình đưa những cái quả dâu, những cái chậu dâu này vào trong để mình chăm sóc. Mình ăn hết quả dâu tây này à, cho nó gọi là thành cái giọng thì mình sẽ nói chuyện với các bạn một chút. Rồi ok, để đấy chút nữa mình quay cái video này xong rồi mình sẽ hái vào nhà cho mấy bé. Mấy bé thì rất thích dâu này các bạn, dâu đỏ mà. Vâng, mình quay trở lại với các bạn đây. Vì ăn xong quả dâu New Zealand khá là ngọt rồi. Và bây giờ thì mình sẽ nói chuyện với các bạn một chút về những cái chậu giật Hana. Thì trước khi mà nói thêm một chút về những cái cây Hana thì mình cảm ơn một số bạn đã có tặng tiền cả điện thoại cho mình. Tức là cái này thì mình không có bán, nhưng mà mình gửi các bạn ở, chủ yếu là các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì sao các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì ở tiện cái tuyến xe, tức là mình chỉ cần cầm này cái ra xe mình gửi, sau đó các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhận dâu rồi các bạn trả tiền cước giúp mình. Và những cái bạn đấy thì có nhắn trên YouTube, xong đó thì mình cho số điện thoại và kết nối Zalo với mình, thì mình đã tặng các bạn và các bạn đã nhận được. Tuy nhiên thì cái việc mà mình nhắc lại là các bạn, mình cảm ơn các bạn, nhưng mà cũng không nhất thiết là các bạn có thể tặng cạc điện thoại cho mình. Cũng nghĩa là mình tặng các bạn rồi thì nói chung các bạn tặng tiền cạc điện thoại cho mình á, thì mình cũng cảm ơn. Và những cái tiền mà các bạn tặng á là mình sẽ mua những cái phân này. Đấy, mua những cái phân rồi mua những cái chậu. Đấy, những cái chậu nhỏ nhỏ thì mình cũng đã có, hôm qua thì cũng có tặng một số bạn một vài cái Hana, Nhật Hana, và tặng thêm bạn một cây Hà Lan hoa hồng. Mình nhắc lại các bạn là do là nó tiện đường xe các bạn nhé, nó tiện đường xe thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn biết là mình đã từng mua dâu và mình biết được cái cảm giác của các bạn mà khi mà nhận những cái dâu mà nó be bét, nó sầu úa như rau luộc, thì mình biết là các bạn buồn cỡ nào. Mà mình trước đây là mình bỏ tiền để mình mua các bạn, nên là mình biết cảm xúc của bạn rất là buồn luôn. Cho nên mình muốn là khi mà mình chia sẻ cho các bạn một vài cái dâu, thì dâu nó đến tay các bạn thì nó phải tươi, phải đẹp, và nó phải có cái chất lượng như là cây nó còn đang tươi và không bị sao hết, và các bạn về có thể chăm. Và mình nhắc lại những cái Nhật Hana mình chia sẻ cho các bạn với mục đích là các bạn hãy, nếu mà quay lại kênh của mình xem, thì các bạn phải comment giúp mình là các bạn chăm sóc dâu nó có tốt không, và quả nó
có ra quả không các bạn nhá, nó có ra quả không và nó có cái khả năng nó phát triển ở thành phố nó như thế nào giúp mình nhá. Thì hiện tại thì mình đang dùng trồng một số chậu Hana, Nhật Hana. Thì mình nhắc lại các bạn là những cái cây chậu dâu mà mình tặng các bạn là nó là những cây ngó và các bạn cố gắng chăm sóc làm sao, nói chung là các bạn bằng cái phương pháp của mình thì các bạn sẽ trồng cho nó đẻ cây hoặc là nó ra hoa thì các bạn lại biết cho mình biết cái cách của các bạn chăm sóc. Rồi sau đó là các bạn comment giúp mình hoặc là nhắn qua Zalo giúp mình. Đó, thì cái mục đích của mình là vậy. Còn là những cái dâu đó thì mình nhắc lại là mình có để ngoài trời mình luyện cây và các bạn sẽ chăm lại thì không sợ nó đai đâu, không sợ nó chết đâu. Nó rất là khỏe bởi vì mình đã, tức là mình không quá chăm nó trên cái phương diện là thuốc men rồi phân nhiều, nên các bạn yên tâm. Và các bạn nhớ nhá là mình chỉ chia sẻ hữu duyên cho những bạn nào tiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và các bạn cảm ơn các bạn nào đã, tức là mình còn chưa biết tên các bạn luôn, các bạn chỉ có lấy số điện thoại là các bạn bắn cái cạc điện thoại vào đấy. Thì mình nhắc lại các bạn là những cái tiền đó thì mình sẽ mua những cái chậu và những cái phân, những cái giá thể nó tốt hơn thì mình có chia sẻ lại, tức là làm những cái chậu khác. Những các bạn nào hữu duyên hoặc là bạn nào rất là đam mê hoặc tiện thì mình sẽ chia sẻ lại một số bạn thôi nhá. Còn lại là các bạn hết sức thông cảm bởi vì mình không, các bạn nên nhớ là mình không cũng làm dâu để bán, bởi vì thứ nhất là mình không có không gian, thứ nhất là hai nữa là khi mà trồng những chậu Nhật Hana các bạn nhá, thì như các bạn thấy này, mình có rất nhiều chậu dâu ổn định. Thì có bạn nào hỏi là có bán không, bởi vì khi mình bán á, bán dâu tây đó các bạn, thì khi mà bán những cái ngó, mình hiện tại thì mình cũng có một số ngó, nhưng nếu như bán cho các bạn mà bảo là không chắc ăn thì nói chung nó cũng không có cái gọi là mình không nỡ, bởi vì trong thâm tâm mình không yên tâm, bởi vì khi mà trồng về trồng các bạn thì Hana là nó phải ra hoa được đúng không ạ? Hana là dòng dâu cao cấp các bạn, thì nó quả nó ngọt, nhưng mà mình trồng rất nhiều chậu thì không phải chậu nào nó cũng có hoa. Cho nên mình muốn nhắc lại các bạn là nếu các bạn nào nhận dâu của mình thì các bạn giúp mình, nếu các bạn quay lại xem kênh, nếu trong quá trình trồng các bạn trồng mà nó được ra hoa, ra quả hoặc là cái chất lượng như thế nào, các bạn ở vùng miền nào thì các bạn comment giùm mình, giúp mình nhé, các bạn chia sẻ giúp mình, cũng nghĩa là cái kết quả các bạn. Mình rất mong là mình muốn tạo ra một cái cộng đồng các bạn là trồng dâu, mình muốn biết là những cái cây ngó của những cái cây ngó, và mình trước đây mình trồng những cái dâu đánh đất thì gửi cho các bạn ở vùng miền khắp vùng miền đất nước, thì các bạn có cái kết quả như thế nào thì các bạn hãy comment giúp mình nhá. Đấy, thì có những cái chậu dâu mình trồng nó rất là tốt nhưng mà nó không có quả các bạn, và đây là một cái kết quả mà mình trồng với những cái giá thể là bã cà phê các bạn nhá, các bạn thấy cực tốt nhá, cực đẹp, ba cây đấy, ba cây luôn. Và hiện tại thì những cái chậu dâu mà mình treo ở trên giàn thì mình đã hạ xuống đất với cái mục đích là thế này các bạn, bởi vì cái rễ của nó là nó sẽ chui ở dưới đó, nó xuống nó mát hơn. Và hiện tại thì mình sẽ dùng, nó chưa có ra hoa thì nó vẫn tiếp tục ra ngó, thì đợt này thì mình tiếp tục mình sẽ đưa những cái ngó cho nó xuống đất, các bạn thấy không, mình thử nghiệm luôn. Như trước đây có một video mình nói với các bạn là mình sẽ trồng một ít trên đất đây, các bạn thấy nhá, mình trồng một ít trên đất đấy, các bạn thấy không, mình trồng bằng cái đất không luôn, mình để, nhưng mà đặc biệt là mình nó bò những cái ngó, những cái cây ra, mình cho nó bò ra đất này đấy, để trồng nay mai là mình thử nghiệm xem là so với những cái chậu mà nó trồng ở trên đất, những cái cây mà trồng trên chậu thì nó có khác gì không, nó có tốt không. Tất nhiên thì hôm sau mình đi bón phân các bạn nhé, trồng ở đất đó. Đấy, thì kiểu gì thì kiểu thì mình cứ để cho nó bén ra xong mình trồng. Đấy, có những chậu thì nó ra quả, có những chậu thì nó chưa có ra quả. Và một số những cái chậu mà mình gửi cho các bạn thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cái ngó thì nó mới giai đoạn đầu thôi các bạn nhé. Và nó đã luyện, mình đã luyện, tức là trong số những cái cây đó thì có những cái cây đã trổ hoa nhưng mà rất ít, thì mình cũng rất là mong, rất là chờ đợi các bạn, nếu như các bạn chăm mà nó ra hoa thì mình rất là mừng. Và các bạn nếu quay trở lại mà xem kênh của mình thì các bạn nghe được thì các bạn hãy comment giúp mình nhá, mình luôn luôn mong được cái kết quả, không phải như là một cái thử nghiệm, mình muốn thử nghiệm xem là các bạn ở các vùng đất nước, đặc biệt là phía thành phố Hồ Chí Minh, các bạn trồng thử rồi các bạn
báo cáo kết quả lại giúp mình nhá. Đó thì mình nhắc lại, mình một lần nữa thì mình chân thành cảm ơn các bạn đã xem kênh và chia sẻ, cũng như là hay hỏi những các cái nội dung để mình làm những cái nội dung để chia sẻ với cộng đồng. Và mình nhắc lại là những cái chậu dâu mà Hana lớn lớn như thế này á, thì mình không phải là mình thì không phải là người trồng chuyên nghiệp, và mình không biết là nó có, không biết là gửi đến các bạn thì nó có trái hay không các bạn nhá. Các bạn nên nhớ điều đó, cho nên mình không có nói là mình sẽ bán, không mình không bán. Và nếu bạn hiểu hữu duyên mình sẽ gửi, và mình sẽ gửi cho các bạn mà các bạn trồng thử. Đấy, còn những cái chậu này thì một số, các bạn nên nhớ là một số chậu nó đã có hoa có trái ổn định, và một số chậu thì nó chưa. Vì chính vì cái điều đó mà mình không muốn là khi các bạn trồng về, bán các bạn trồng về thì các bạn bảo là có khi là nghĩ nó sai lệch về cái chuyện mà bán dâu các bạn nhé. Đấy, cho nên là nó hiểu duyên mà, nên là các bạn thông cảm giúp mình. Mình không có phải là người bán dâu chuyên nghiệp, cho nên là cũng không phải là cái người mà thường xuyên trồng những cái chậu dâu mà theo cái kiểu kỹ thuật cao. Mình chỉ trồng theo cái kiểu mà cái kinh nghiệm mà của cái người mà nói chung là nó mộc thô thô nhất thôi, nói chung hiểu duyên. Rồi những cái gì mà làm mà nó hay, mà nó hiểu là nó cũng có hơi cái hiệu quả chút thì mình chia sẻ với các bạn vậy thôi, chứ không phải là gì mà nó ghê gớm hết. Và những cái chậu dâu Nhật Hana mà gửi đến các bạn nhá, thì mình cũng mong muốn là kết quả thế nào các bạn hãy comment và hãy theo dõi cái nội dung của kênh của mình để tạo một cái cộng đồng chơi các bạn nhá. Đấy, mình rất là cảm ơn các bạn, và đặc biệt các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu các bạn nào mà hữu duyên, các bạn đam mê, các bạn cứ comment giúp mình, comment ở trong cái trên kênh YouTube, và các bạn có thể kết nối với mình qua Zalo các bạn nhá. Thì có nhiều cái nội dung mình cũng không muốn chia sẻ rộng ở trong cái kênh YouTube, các bạn cứ comment ở trên Zalo cho mình nhá. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn. Cái video này thì mình cũng hơi lôi thôi luyên thuyên lại dài dài chút về những cái nội dung, và cũng không biết là một số anh chị có thông cảm hay không. Nói chung mình thì mình nghĩ là dài nhưng mà có thể nghe nói chuyện kiểu như nó khuây khỏa các bạn nhá. Và anh chị các bạn đến với kênh của HenTV thì kiểu như là nó đến theo một cái nội dung kiểu giải trí này nhá anh chị nhá, thư giãn, và trong lĩnh vực trồng vườn và chuyên về những cái kênh chuyên về dâu tây. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những cái video tiếp theo.